Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battle Cry. Trăm năm quốc sử, quãng thời gian ô nhục nhất với dân tộc Trung Hoa, giai đoạn mà cả một dân tộc, một quốc gia bị phủ lên một tấm màn đen tối. Khởi đầu với thất bại ô nhục trong cuộc chiến tranh Nha Phiến, Bách Niên quốc sử đã biến triều đình nhà Thanh mục ruỗng và thối nát thành một trò hề không hơn không kém. Từ việc hậu cung chuyên quyền, tham ô cướp bóc, gian dâm trốn cung đình, đến những thất bại khó thể chấp nhận được trên chiến trường. Trong cái bức tranh tăm tối đó, có một trận đánh mà mỗi khi nhắc lại, ai nấy đều muốn quên đi. Đó là trận đánh mà nhà Thanh dùng tới hàng vạn kỵ binh tinh nhuệ mà chỉ có thể giết được 5 tên lính của liên quân Anh Pháp. Đó chính là trận đánh tại cầu Bát Lý trong cuộc chiến tranh Nha Phiến lần thứ 2. Vậy thì rốt cuộc trận chiến ô nhục này đã diễn ra như thế nào? Liên quân Anh Pháp dụng binh xảo diệu thế nào mà có thể đánh bại được đại quân tinh nhuệ với thương vong không đáng kể? Hãy cùng Battle Cry đi tìm câu trả lời nhé. Chiến tranh Nha Phiến, quốc nhục thiên thu. Nỗ Nhĩ Cáp Xích là người đặt nền móng cho sự phát triển của nhà Thanh. Rong ruổi trên lưng những chiến mã, ông đã thống lĩnh các kỵ binh tinh nhuệ nam chinh bắc chiến. Đến khi tiến vào Trung Nguyên thì băng băng mà tiến quân, không gì có thể địch nổi. Cuối cùng thì lật đổ nhà Minh, lập ra nhà Thanh. Những năm đầu nhà Thanh trải qua thời kỳ thịnh thế của ba đời hoàng đế Khang Hy, Ung Chính, Cản Long, nhà Thanh đã phát triển tới đỉnh cao của một vương triều thời phong kiến. Song đứng trên đỉnh cao rồi cũng sẽ phải có lúc thoái trào. Nhà Thanh thất bại bởi chính sách cấm biển, bế quan tỏa cảng, hạn chế giao thương với người phương Tây do Cản Long ban bố thi hành năm 1757. 100 năm sau khi cuộc cách mạng công nghiệp bùng nổ, các quốc gia phương Tây đã phát triển vượt bậc chưa từng có, từ trang bị quân sự tới sản xuất. Một đại Thanh bấy giờ đang bế quan tỏa cảng đã chẳng thể nào sánh bằng. Triều Thanh đã suy yếu từ trong tới ngoài, quốc lực nguy khốn. Những kẻ cao lớn tới từ phương Tây muốn tận diệt nò giống của đất nước này nên đã đưa Nha Phiến vào Trung Nguyên, khiến cho những tráng sĩ năm nào biến thành những kẻ đông á bệnh phù. Mặc dù Đạo Quang Đế cùng các quần thần cố gắng chống đỡ, nhưng nhà Thanh đã thất bại nhục nhã trong cuộc chiến tranh Nha Phiến lần thứ nhất, khiến cho thứ thuốc độc này tràn lan và hủy hoại đất nước, kéo theo một nhà Thanh đã suy yếu lại càng ngày càng gần hơn với bờ vực diệt vong. Việc để mất Hồng Kông trong cuộc chiến tranh Nha Phiến càng khiến cho các nước đế quốc phương Tây tận dụng những hải cảng khổng lồ để tiếp tục gieo rắc cái chết trắng. Mang theo chút uy nghiêm cuối cùng của triều đại, Hàm Phong Đế đã phát động cuộc tấn công bất ngờ vào tàu Arao tại Quảng Châu và chính thức châm ngòi cho cuộc chiến tranh Nha Phiến lần thứ hai. Hàm Phong Đế đã khéo léo sử dụng sự giãn nứt trong các nước Tây Dương khi họ có tranh chấp về lợi ích để giành được nhiều lợi thế ban đầu. Nhưng càng đánh, quân Thanh càng bộc lộ những yếu điểm chết người. Người Tây Dương bị chia rẽ nhưng họ lại có vũ khí hiện đại bậc nhất lúc bây giờ. Bát Kỳ Quân, kỵ binh nữ chân hùng mạnh năm nào, giờ đây cũng chỉ còn cái tên. Quân Thanh càng đánh càng thua, cuối cùng phải tiếp tục ký hiệp ước bất bình đẳng tiếp theo, hiệp ước Thiên Tân, mới có thể may mắn giữ được đất nước. Tuy đã chiếm được nhiều lợi ích từ nhà Thanh, nhưng đó thì vẫn là chưa đủ với những kẻ tham lam đến từ bên kia đại dương. Chính quyền Anh và Pháp quyết định sẽ liên quân thực hiện giai đoạn 2 của cuộc chiến, tiến thẳng tới Bắc Kinh, lật đổ chính quyền nhà Thanh. Liên quân đã thắng nhiều trận lớn, lại được trang bị kỹ càng, băng băng tiến quân, không gì có thể ngăn cản. Chỉ trong một thời gian ngắn, liên quân đã chiếm được pháo đài Đại Cô, đánh thẳng một mạch từ Thiên Tân tới tận Bắc Kinh. Quá kinh hãi trước sức mạnh của liên quân Anh Pháp, hoàng đế Hàm Phong hoảng loạn lệnh cho thân vương Tăng Cách Lâm Thấm dẫn theo đại quân gồm chủ yếu là kỵ binh Mông Cổ, tinh nhuệ tới để ứng chiến, bắt đầu cho một trận đánh ô nhục trong lịch sử. Trận chiến Bát Lý Kiều, quốc nhục không ai muốn nhớ tới. Tăng Cách Lâm Thấm nhận lệnh của vua Hàm Phong, không dám chậm trễ, liền lập tức dẫn binh xuất chiến. Hiện nay, lực lượng của quân Thanh trong trận đánh này vẫn gây nên nhiều tranh cãi. Có nhiều nguồn tin cho rằng quân Thanh chỉ có khoảng 20.000 quân, trong đó một nửa là kỵ binh tinh nhuệ. Lực lượng này là ngang bằng với liên quân, nhưng cũng có một số nguồn tin cho rằng lực lượng được Hàm Phong Đế điều động lên tới 30.000 quân, tức là gấp khoảng 3 lần số binh lính mà liên quân sở hữu. Tuy điều này tới ngày hôm nay thì vẫn tốn rất nhiều giấy mực tranh cãi của giới phân tích, nhưng ta vẫn phải chấp nhận một sự thật rằng quân Thanh có một lực lượng đủ lớn áp đảo liên quân Anh Pháp, nhưng cuối cùng thì họ vẫn nhận thấy một thất bại đau đớn và nhục nhã. Nhiều tư liệu cho rằng lực lượng kỵ binh được sử dụng trong trận chiến này là kỵ binh tinh nhuệ của Mông Cổ, nhưng tiếc rằng cái thời hoàng kim của lực lượng này vốn tung hoành ngang dọc khắp Á Âu dưới sự chỉ đạo của Thành Cát Tư Hãn đã chỉ còn là di vãng. Mặc dù thời hoàng kim đã bị bỏ lại phía sau, nhưng khi kỵ binh có thể áp sát, dù những chiến binh này chỉ sử dụng vũ khí lạnh như đao hay kiếm,
nhưng sức tấn công quả thực là không gì cả nổi. Dù có muốn chạy cũng khó hơn lên trời. Điều này khiến cho liên quân Anh và Pháp phải tính tới một phương pháp hữu hiệu nhằm chặn đứng được những chú ngựa chiến này. Theo như mật báo mà quân Tây Dương nhận được, kỵ binh Mông Cổ trong trận đánh này hoàn toàn không được trang bị súng mà chỉ toàn có gươm. Bát Lý Kiều thì cũng không được lắp đặt trọng pháo mà chỉ toàn những khẩu đại bác cũ kỹ, hỏa lực nghèo nàn, sức tấn công gần như là không đáng kể. Biết được điều này, những thống lĩnh của liên quân đã đề ra chủ trương sử dụng những khẩu trọng pháo có tầm bắn xa, tiếng nổ lớn để tham chiến. Điều này thì chẳng khác nào nhất tiến hạ song điều, đánh thẳng vào những điểm yếu chí tử của lực lượng kỵ binh. Đầu tiên, việc dùng pháo có tầm bắn đủ dài sẽ khiến kỵ binh không thể áp sát, khiến cho ưu thế về lực lượng bị xóa nhòa. Thứ hai, tiếng pháo nổ lớn sẽ khiến ngựa bị hoảng, lồng lên và khiến cho kỵ binh ngã ngựa. Chiến lược này sau đó lập tức được triển khai, vô vàn trọng pháo được kéo ra trận địa để chuẩn bị cho cuộc quyết chiến này. Bên kia chiến tuyến, quân Thanh vẫn không mảy may nghi ngờ về kế hoạch dùng pháo của liên quân Anh Pháp, mà chỉ nhăm nhăm tìm thời cơ đánh úp quân địch. Ngày 20 tháng 9 năm 1860, trinh sát báo cáo về dòng quân Pháp đang dựng pháo tại một bìa rừng gần khu vực cầu Bát Lý Kiều. Tăng Cách Lâm Thấm lập tức ra lệnh cho kỵ binh vòng qua khu rừng đó, bất ngờ đánh úp quân Pháp. Cùng với đòn đánh bất ngờ vào quân Pháp, quân Thanh cũng tìm ra được một vị trí của quân Anh, liền cũng tổ chức tấn công ngay tức khắc. Hai cuộc tấn công dự kiến sẽ diễn ra gần như cùng một lúc. Từ xa xa, quân Pháp đã thấy kỵ binh của Mông Cổ dưới sự chỉ huy của Tăng Cách Lâm Thấm ầm ầm lao tới. Nhưng do đã có sự chuẩn bị từ trước nên chúng lập tức tổ chức phản công. Các trọng pháo của quân Pháp lập tức khai hỏa, nã những quả đạn cầu lửa về phía đoàn kỵ binh, khiến trong đội hình của quân Thanh bị xáo trộn. Và quả đúng những gì đã được tính toán từ trước, kỵ binh Mông Cổ bị hỏa lực áp chế, không thể áp sát, ngựa chiến lại bị tiếng pháo dọa cho lồng lên, khiến nhiều binh sĩ dẫm đạp lên nhau mà chết. Đội kỵ binh với tầm đánh ngắn đã bị quân Pháp chế ngự hoàn toàn. Nhận thấy quân Thanh lâm vào thế yếu, chỉ huy quân Pháp lập tức hạ lệnh cho cảm tử quân mang theo súng hỏa mai dần dần áp sát, đánh bật quân Thanh chạy về phía Bát Lý Kiều. Ở trận địa còn lại, quân Anh cũng dùng chiến thuật tương tự để áp chế quân địch, cuối cùng cũng thành công đẩy lui quân Thanh. Trên cả hai mặt trận, quân Thanh đều thất bại ê chề. Tăng Cách Lâm Thấm chỉ đánh hạ lệnh cho quân sĩ lui về cầu Bát Lý, dùng những khẩu pháo lỗi thời tại đây để chống đỡ trong vô vọng. Anh và Pháp hợp quân tổ chức đánh mạnh vào cầu Bát Lý, hỏa lực của quân Thanh gần như chỉ gãy ngứa cho quân địch. Kỵ binh Mông Cổ bị các thể loại súng ngắn và đại bác khống chế, không thể áp sát, chỉ bằng cách dùng cung tên để phản kích trong nỗi bất lực cùng cực. Bất ngờ, quân Anh Pháp tấn công chủ lại, hỏa pháo cũng tắt ngúm. Quân Thanh thấy có điều kỳ quái nên cho trinh thám đi dò xét, nhưng sau khi người này quay về lại không tìm ra điểm khác thường. Tướng sĩ của nhà Thanh cho rằng liên quân đạn dược đã cạn, thời cơ phản công đã tới, liền lập tức hạ lệnh điều động đại quân còn sót lại đánh một trận lớn ra ngoài. Quân Thanh thấy chủ tướng nói vậy, ai nấy đều phấn chấn hăng hái, đặc biệt là lượng kỵ binh Mông Cổ. Họ lập tức lên ngựa, mang theo giáo gươm mà ầm ầm lao về phía quân Anh, Pháp như một cơn sóng dữ. Tưởng như quân Thanh sẽ có được một cuộc thanh tẩy để báo thù rửa hận, nhưng rốt cuộc thì họ đã rơi vào thiên la địa võng của liên quân. Liên quân cố tình dừng bắn pháo để lừa quân Thanh xông ra khỏi trận tuyến, một trận tiêu diệt sạch sẽ. Khi nhận thấy kỵ binh Mông Cổ cùng bộ binh quân Thanh ra khỏi Bát Lý Kiều, liên quân lập tức đã cho khai hỏa bắn nát các công sự tại Bát Lý Kiều, mục đích là để quân Thanh không còn đường lui. Quân Thanh thấy vậy biết mình đã trúng kế, nhưng giờ đây cũng chẳng còn đường thoái lui, phóng lao thì đành phải theo lao, chỉ còn biết liều chết mà tiến lên phía trước. Quân Anh và Pháp thấy vậy liền giàn quân, liên tục dùng súng ngắn và súng hỏa mai lưỡi lê để ngăn kỵ binh tiếp cận. Chiến lược này đã khiến cho kỵ binh tinh nhuệ cũng đành bất lực tòng tâm, không thể thi triển chiến thuật đánh giáp lá cà. Đại bộ phận đều bị trúng đạn mà chiến tử, lực lượng bộ binh nhà Thanh cũng chịu chung số phận. Phần lớn bị trúng đạn chết la liệt, khiến cho cây cầu Bát Lý hôm đó thay chất thành núi. Quân Anh Pháp giành được chiến thắng toàn cục, quân Thanh thì tan nát hoàn toàn, hoảng loạn mà bỏ chạy về Bắc Kinh. Chỉ trong chưa đầy một ngày giao chiến, liên quân đã đánh tan hàng vạn quân Thanh cùng kỵ binh Mông Cổ. Ước tính quân Thanh có 1.200 binh lính bỏ mạng cùng hàng ngàn người khác bị thương. Còn về phía liên quân, họ chỉ thiệt mạng có 3 quân Pháp và 2 quân Anh cùng với khoảng 30 người bị thương. Chiến thắng này đã mở toang cánh cửa tiến tới Bắc Kinh của những người Tây Dương. Lực lượng của Anh và Pháp đã tiến Bắc Kinh ngày 6 tháng 10. Hoàng đế Hàm Phong đã rời khỏi kinh đô và trao cho em là Cung Thân Vương
chịu trách nhiệm đàm phán hòa bình. Hà Phong chạy tới cung điện mùa hè Thừa Đức, sau đó tới Nhiệt Hà. Quân đội Anh và Pháp tại Bắc Kinh bắt đầu cướp phá cung điện mùa hè Di Hòa Viên và cung điện mùa hè cũ Viên Minh Viên. Nhiều vật phẩm quý giá bị cướp đi tới nay vẫn chưa được trả lại, khép lại một trong những trận thua ô nhục nhất trong lịch sử của Trung Hoa.